chớp ngâm tù. Em hỏi là em trên đợt trước em xem trên internet thấy cái ảnh anh mà có cái áo mà có yếu là có cái ảnh mà tôi yêu nước Mỹ ấy, thì không biết là cái ảnh đấy là ảnh thật của anh hay là Photoshop hay là như nào, tại vì em cũng rõ thì em muốn hỏi anh là cái ý, nếu mà ảnh thật thì ý nghĩa nào, nếu mà Photoshop thì anh cũng minh xác là xem là đúng ảnh của anh không ạ? Đúng là ảnh của mình Đức ạ. Sự thật là gia đình mình là cả gia đình chống Mỹ, tức là cả gia đình mình là ba má mình là tập kết ra Bắc là tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và trước đây là mình có cái lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng mà sau khi mình hiểu ra thì mình thấy là cần phải thay đổi cái tư duy này. Vì chính vì thế cho nên mình mặc cái áo này để mình muốn là thay đổi cái tư duy, cái cách nhìn nhận của gia đình mình về nước Mỹ. Vì thứ nhất là bằng cái cảm xúc, bằng cái tình cảm mình đã tiếp xúc với những người Mỹ, mình cũng trao đổi, mình quan tâm với các cái thông tin về nước Mỹ rất là nhiều, thì thấy nước Mỹ rất là tử tế, rất là đàng hoàng, người dân Mỹ người ta là bạn rất là tốt, người ta chân thành, người ta giúp Việt Nam rất là nhiều. Chẳng hạn như một cái vấn đề là nền giáo dục Mỹ, thì ngay cả các quan chức, các cái công chức Việt Nam hiện nay là gửi con đi Mỹ học rất là nhiều, và phải nói Mỹ là một nước tiên tiến hàng đầu về giáo dục văn hóa, đó là cái điều như vậy. Và mình cũng muốn là trước cái tình hình hiện nay thì mình cũng muốn là chúng ta cần phải có những cái quan hệ rất tốt với những cái người bạn lớn trên thế giới. Mỹ là một người bạn lớn mà có thể giúp Việt Nam. Hiện nay Việt Nam vẫn chưa có nhiều người bạn thân thật sự bên cạnh Việt Nam để giúp Việt Nam. Thì chúng tôi thấy Mỹ là một đất nước tôn trọng về con người, từ một cái ý kiến của một nhóm hay một cá nhân người ta vẫn tôn trọng, đó là một cái điều rất rất quan trọng, và từ đó thì chúng ta mới có thể phát triển đất nước và tôn trọng những cái sự khác biệt và có những cái sáng tạo để đưa đất nước chúng ta phát triển được. Cái vấn đề thứ hai là cái mô hình chính trị của nước Mỹ rất là tốt, mô hình dân chủ, mô hình tam quyền phân lập. Việt Nam cần phải học nước Mỹ, cần phải làm bạn với nước Mỹ để phát triển đất nước. Với cái tình hình, từ cái quan điểm của những người bảo thủ mà chính mình trong gia đình mình và gia đình cộng sản mình hiểu rõ như vậy, thì mình muốn truyền đạt cái thông điệp đó. Bởi chính mình nhận thức ra được thì mình mong muốn mọi người cùng thay đổi cái tư duy đó. Và không chỉ thân với nước Mỹ mà chúng ta thân với tất cả những cái quốc gia trên toàn thế giới, những cường quốc trên toàn thế giới, với một tư cách người bạn ngang hàng, một người đối tác, chứ không phải là một cái ở trên một cái thế yếu hay thế theo phải lệ thuộc. Do đó chúng tôi muốn cái điều này không chỉ là đối với nước Mỹ, mà chúng ta là bạn thân với cả nước Nga, với cả Trung Quốc, với cả Ấn Độ, với cả Nhật Bản, với cả Úc, với toàn thế giới. Và Việt Nam lúc đó thì chúng ta mới có được cái sự ủng hộ của những cường quốc trên thế giới, và thực sự chúng ta trong thời gian rất ngắn chúng ta sẽ vươn lên trở thành một cường quốc trong một trong 10 nước trên thế giới. Và khi chúng ta đã làm bạn với một cái tinh thần như hồi nãy bạn Chí Đức có phản biện là nước xa không cứu được lửa gần á, thì tôi quan niệm là chúng ta thân với tất cả, chứ không phải chúng ta thân người này chúng ta bỏ một cái người kia. Và khi chúng ta thân yêu chân thành và mang lại những cái giá trị tốt cho mọi người thì mọi người sẽ hiểu chúng ta và mọi người sẽ đoàn kết thương yêu với chúng ta. Và điều đầu tiên chúng ta phải sửa mình trước, chúng ta phải trách mình trước, trách người sau. Việc đầu tiên chúng ta phải hòa giải, hòa hợp dân tộc, phải đoàn kết tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới thật sự chân thành. Chúng ta những cái chuyện quá khứ chúng ta quên đi, những cái chuyện quá khứ, và hướng tới một cái tương lai thật sự
từ nội lực của người Việt Nam chúng ta vươn ra, thì điều đó là điều chúng ta muốn. Cái thông điệp mà Mỹ tôi yêu nước Mỹ chính là truyền tải một cái thông điệp lớn hơn, không những tôi yêu nước Mỹ mà tôi yêu toàn thể tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người.